Lồ văng thật lồ chưa phát xác xa, kéo dài ước chừng hơn 10 giây mới là dần dần thu nghỉ. Trên đài thi đấu, vẫn như cô đứng vững vàng đấy, nhưng chỉ có một thân ảnh to lớn chạm lòng đào rơi trên mặt đất. Giang khắp lưng lưu có từng đạo vết kiếm, mà cô gái đối diện như trước đã sớm tại kinh khủng kia và chạm mạnh hạ xuống hoàn toàn biến mất. Hảo kiếm, Tư Mã Kim Chỉ hét lớn một tiếng, sau đó mới khiến cho chính mình chạm lòng đào đi nhanh mà đi. Uỳnh một tiếng, tinh đấu thường mở ra, Sư Tinh Lan sắc mặt tái nhợt từ trong tinh đấu thường ngồi dậy. Lúc này, làn toàn thân làn da đều bày biện ra không khỏe mạnh tái nhợt. Tinh Lan tỷ, ngươi không sao chứ? Gian ngoài truyền đến từ Lạp Chí ân cần kiếm kêu. Lạp Chí, ta... Hừ nhẹ một tiếng, là lại lần nữa ngược lại trở về ở trong tinh đấu thương. Từ Lạp Chí cơ hồ là hoàn toàn hóa thân thành như gió mập mạp, xông vào phòng trong. Lúc này Hàn Đá bất chấp Diệp Tinh Lan thân không mảnh vải, vội vàng đưa nàng từ trong tinh đấu thương ôm ra, tha đến bên ngoài trên giường. Diệp Tinh Lan khí tức yếu ớt, may mắn, tim đập hay vẫn là vững váng, hiển nhiên là chi nhiều hơn thú. Tại trong tinh đấu thương không tồn tại hồn lực tiêu hao chính là hắn tinh thần lực lượng cùng với tâm lực, từng muốn chém ra như vậy một kiếm, nói dễ vậy hay sao, kiếm của nàng là hồn, còn chưa bao giờ giống như hôm nay không giữ lại chút nào cả. Bắt đầu tranh tài, Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện đối thủ của nàng sáng ngời trung đẳng, từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra đặc điểm gì, tại trong óc của nàng hiện lên đối thủ tin tức. 222, tên hiệu Tù là Vương Vũ Hồn Phệ Huyết Sứ. Tại toàn bộ người thứ 16 tiến vào trong trận chung kết giai đoạn chọn trong tay, vì này xếp hạng thứ 7, lệ hắn chỗ tiểu tổ bài danh thứ nhất, dùng khốc liệt chứ danh, ưa thích dùng tàn nhẫn thủ đoạn đánh tàn địch nhân, nhưng mà lực lượng cũng xác thực mạnh mẽ, thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, tuyệt đối hồn thánh trong người nổi bật. Nguyên Ân Xã Huy hai mắt híp lại, làng đứng ở nơi đó là lâm tính bề ngoài, nhìn qua càng là phổ thông, không có bất kỳ khác thường địa phương, cũng rất khó làm cho người ta phán đoán. Nguyên Ân Xã Huy tại thi đấu vòng tròn ở bên trong, nay đây tiên tổ đã nhị xuất tuyến, mà nàng cùng với chỗ tiểu tổ bài danh thứ nhất chính là đang tiến hành giải thi đấu trận chung kết giai đoạn tỷ lệ đặt cược là một bồi thường 0.5, đoạt giải quán quân tiếng hồ cao nhất các vị kia. Vị kia thực lực xác thực không phải là nàng chỗ có thể chống đỡ. Trong tay Hàng Lâm, cùng với mặt khác trận đấu cũng không có gì khác nhau. Tại xác nhận song phương chuẩn bị hoàn toàn về sau, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tu La Vương lúc này ngửa mặt lên trên trời thét dài, phát ra đình tài như óc tiếng giống giận dữ, lập tức đốt lên trên nhiệt tình của các khán giả. Trong lúc nhất thời, sơn hô hải khiếu làm cho các loại tiếng hoàn hồ liên tiếp. Từ bên ngoài nhìn vào, Nguyên Ân Xã Huy cùng với Tù La Vương thậm chí có chút giống nhau, nhưng trận đấu ngay từ đầu, song phương cho thấy thứ đồ vật cũng không giống nhau. Đi đối với gầm thét, trên thân Tù La Vương bỗng nhiên tóe ra một tầng một huyết sắc, tại các loại cấp bậc này ở trong trận đấu giao thủ, ai cũng không có may mắn ý niệm trong đấu. Một đi lên, hắn liền đem nhị tự đấu khải của chính mình phóng thích ra ngoài, bộ lông màu đỏ ngóm lập tức bao trùm toàn thân, vốn là vóc người trung đẳng bỗng nhiên trở lên trên phạm vỡ đứng lên, tăng lên đấu khải, đã cao hơn 4 thước, toàn thân đều phóng thích ra khí tức khát máu. Phệ huyết sư vũ hồn, trời sinh bổ sung năng lực khát máu, có thể để cho hắn thời khắc bảo trì tại cùng loại với ăn hết từ Lạp Chí thị huyết đậu sa ba các loại trạng thái, nhưng lại có thể duy trì thánh tính. Duy nhất điểm thùng tốt này ngay tại ở chỗ, ở đường phệ huyết sư vũ hồn hồn sư, tính cách đều sẽ tương đối quái dở, trong quá trình chiến đấu dễ dàng không thua tay lại được. 3 tím 4 hắc, 7 vòng hồn hoàn thứ chân bài lên trên, có thể đánh đến bây giờ kẻ dự thi, liền không có một kẻ nào hồn hoàn pha trộn cho cân đối là bình thường hồn sư có thể so sánh. Nguyên Ân Xã Huy không có bằng chứng thân thể khổng lồ của mình, trong qua bước giải đi ra, hướng phía đối phương nhanh chóng tiếp cận, đồng thời trên người cũng dâng lên 6 cái hồn hoàn, hai mắt híp lại sưng ở đối thủ. Tu La Vương nhìn xem rất nhanh nhích lại gần mình của Nguyên Ân Dạ Huy, trong ánh mắt huyết quang thì càng thêm lồng lặc, bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí ngay cả đấu khải đều không có phóng thích, giống như hắn lao đến. Ngươi một cái tiểu tổ thứ hai đến mặt với ta ngay cả đấu khải cũng không có phóng thích ra, chờ một chút nhất định phải để cho hắn chết vô cùng khó coi, xé xác sóng nứt ra, giống như là chủ ý không tệ. Vừa nghĩ, Tu La Vương cũng đồng dạng bước nhanh xông tới Nguyên Ân Dạ Huy. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy phu hồn mới buông thả ra tới. Từng vòng vầng sáng từ trên thân của nàng hướng ra phía bên ngoài chấn động, không khí đột nhiên trở lên kịch liệt dâng lên trên. Thân hình của nàng rút lên trên, thái thản cự viên vũ hồn phóng thích ra, thân cao cơ hồ qua trong giây lát liền vượt qua 6 mét. Tinh hoàng sắc đấu khải tùy theo trên thân, nhưng không có cánh, thân thể hùng tráng một lần nữa liền vượt qua đối thủ.
Tu La Vương vọt tới trước thân thể mãnh liệt một chân, hai tay ở hai bên thân thể mở ra, chỗ đầu ngón tay xương vần của mình phóng xuất ra phòng lợi chảo. Ra đến ba thước, huyết sắc lưỡi dao sắc bén bên trong phóng thích ra nhàn nhạt mùi huyết tính, lôi giận gầm lên trên một tiếng. Thân thể của hắn liền như thiểm điện phóng lên trên, lập tức đã đến Nguyên Ân Xảo Huy hướng lên trên đỉnh đầu. Hai móng hợp lại vào trong, lập tức liền chụp vào đầu của Nguyên Ân Xảo Huy. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như là một đạo huyết sắc chừa tia chớp. Vị này không chỉ là cường công hệ chiến hồn sư, tại phương diện tốc độ cũng không kém hơn mẫn công hệ chiến hồn sư bao nhiêu. Nguyên Ân Xảo Huy không có né tránh, nắm tay phải oành ra, trực tiếp đón không trung đối thủ. Tu La Vương lạnh rên một tiếng, móng vuốt sắc bén thoáng chầm xuống. Hắn này đồ huyết sư chảo sắc bén vô cùng, hơn nữa thế đại lực lượng chầm xuống, liền trường tiêm chui vào trong quả đấm của Nguyên Ân Xảo Huy. Trong lòng của hắn lúc này đã lập tức xuất hiện ra chiến đấu kế tiếp hình ảnh, trước chảo phế bỏ cánh tay của đối phương, sau đó từ trên trời giáng xuống, dùng công kinh liên tục phá vỡ đối thủ đấu khái, cuối cùng dắt đối phương hai chân, đưa hắn lúc này trực tiếp xé nát. Nhưng ý nghĩ này tại trong đầu của hắn mới chỉ là một thoáng qua, hắn liền cảm giác được không đúng. Một quyền này của Nguyên Ân Xảo Huy đánh ra thời điểm, chung quanh đột nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh, nguyên bản gào thét không khí âm thanh đột nhiên biến mất, dường như không khí cũng vì đó mà động lại giống như vậy. Ngay sau đó hắn rõ ràng chứng kiến hai chảo của chính mình đã trúng mục tiêu cánh tay của đối phương, nhưng cảm giác như trước không có va chạm mà lại mềm nhũn, giống như cắt vào bông ở trong đống. Ngay sau đó, cái kia mềm mại bông ở trong đống này liền truyền đến một cỗ khó có thể hình dung ra như sợi dẻo dài, kéo thân thể của hắn lệch lạc. Phải biết rằng hắn với lực lượng của chính mình cùng với tốc độ đều có được lòng tin tuyệt đối. Hắn cũng biết rằng Nguyên Ân Xảo Huy này lực lượng chứ xanh đấy. Thế nhưng mà hai móng đối với đơn quyền, hắn không cho là mình thất bại, càng để cho hắn không thể giải thích vì sao chính là như vậy. Vì cái gì cái này nhìn như đơn giản một quyền như trước là vòng xoáy một sạng kéo lên trên thân thể của hắn có một chút mất khống chế. Từ Nguyên Ân Xảo Huy lắm đấm bên trong, còn chưa đến một cỗ kỳ dị xoay tròn lực lượng. Hắn hai móng vuốt ở trong ẩn chứa ra lực lượng công kích, một chút liền bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó, cái kia xoay tròn lực lượng đột nhiên nghiêng chuyển. Hai cỗ phương hướng khác nhau xoáy ra trong giây lát hợp nhất, tóe ra một cỗ phái nhiên không thể nào ngăn cản khoảng cách. Tu La Vương chiến đấu kinh nghiệm hết sức phong phú, vội vàng uốn lượn cánh tay, đồng thời để tụ hồn lực toàn diện phòng hộ. Âm một tiếng, hắn cả người nhất thời bay lên trên ra bên ngoài 10 mét, rơi xuống mặt đất. Đây hết thể lại nói tiếp chấm, chứ thực tế đều là trong điện quang hóa thạch phát sinh, tại khán giả trong mắt, thời chính là song phương tới gần. Nguyên Ân Xảo Huy thân thể biến lớn, sau đó một quyền liền đánh bay Tu La Vương. Tu La Vương sau khi hạ xuống, trong miệng lập tức phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lửa ngồi đồng thời, ở trên người đại tam hồn hoàn hào quang lóe lên trên. Ngay sau đó, hắn một đồ huyết sư chảo liền tỏa ra bên ngoài, đầy trời chảo ảnh nguyễn như là biển máu bình thường hướng Nguyên Ân Xảo Huy bao trùm tới, phong kín năng tất cả có thể đường tiến tới. Nguyên Ân Xảo Huy lúc này điềm tĩnh, mãnh liệt bước ra một bước dài, lại là đấm ra một quyền, cùng trên một quyền này bất đồng, chính là lúc này đấy, cánh tay của hắn dùng sức thu về, đồng thời ở trên người đại tam hồn hoàng lóng lánh, kim cương thái thản, toàn thân đều sáng lên trên tầng một màu vàng sậm vầng sáng. Này đấm sau một quyền nháy mắt, dường như toàn bộ ở trên đài thi đấu không khí đều lưng hút đến như vậy. Đầy trời chào ảnh tại quả đấm này của nàng trước mặt đột nhiên xoáy tròn, giống như là trong biển máu xuất hiện ra một cái vòng xoáy. Nguyên Ân Xảo Huy dưới chân bộ pháp biến hóa, liên tiếp ra ba quyền oanh xa, bốn cái vòng xoáy xuất hiện ra ở trong biển máu. Vòng xoáy lập tức hướng vào phía ở trong dung hợp, biển máu nghiền nát, kinh khủng quyền lý càng lá đang bùng lổ bên trên ngưng tụ ra, ngang nhiên đánh phía Tu La Vương. Đây chính là cái gì hồn kỹ? Tu La Vương hai tay dựng lên trên trước người, trong tiếng lổ vang, người bị oanh kích xào bay ngược mà ra, trên người đấu khải hào quang cấp tốc lập lòe, lúc này mới phòng ngự lại công kích của Nguyên Ân Xảo Huy. Nếu như dừng bốn chữ để hình dung tới lời nói của Nguyên Ân Xảo Huy, như vậy, chất vang tự nhiên không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mỗi một quyền của nàng dường như đều tuần hoàn theo lý trí, nhìn qua không có gì đặc biệt hiểm hách khí thế, có thể như là bùng lỗ vượt quá tưởng tượng uy năng. Lúc này Nguyên Ân Xảo Huy đã hoàn toàn đắm chìm vào trong quyền ý của chính mình bên trong. Từ khi nhận rõ con đường của chính mình về sau, nàng liền đem tất cả hồn ký tất cả đều hướng về phần quà thần quyền của chính mình bên trong dung hợp. Đơn giản mà nói, trước kia ỷ lại hồn kỹ, hiện tại cũng là phần quà thuần quyền một số. Nàng không ngừng đem hồn kỹ hoàn mỹ dung hợp đến chính mình tự nghĩ ra quyền pháp bên trong, đem đường môn tuyệt học, song sinh phú hồn hồn kỹ, cùng với chính mình đối với lưu quyền ý lý giải, đối với đỉnh núi đám mây biến hóa quan sát, hoàn toàn hòa hợp ra một lò, lúc này mới có cái này phần quà thần quyền xuất hiện.
Mấy tháng qua này, Lang Long Cung có một việc khác tù liền, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vân Qua Thần Quyền đã có hoàn chỉnh hình thức ban đầu, bung ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Tu La Vương Thần vất vả mới giữ vững thân thể, sắc mặt nhiều trương trở lên trên rất khó coi. Hắn xem qua chiến đấu của Nguyên Thần Sở Huy video, từ trên video nhìn lại, đối thủ này giống như cũng không có gì, chỉ là bằng vào cái gì đại lực thần viên vũ hồn lực lượng cường đại đạt được một cuộc phen thắng lợi, cũng không có bày ra cái gì quá hơn người địa phương. Hôm nay song phương chính thức sau khi giao thủ, hắn mới biết mình sai lợi hại đến mức nào. Trước mặt cái này thực lực của đối thủ vượt xa phán đoán của hắn, chẳng qua là hai lần va chạm, đối phương cho thấy thực lực liền tuyệt đối không kém hắn. Tất cả khinh thường lại thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Tu La Vương lần lướt lách mình dựng lên trên, sau lưng một đồi huyết sực tùy theo đó mở ra, đè nhị hồn hoàn lóng lánh trên người hắn bao trùm ra tầng một nhanh như tia chớp hào quang. Hơi lắc người đã đến Nguyên Thần Dạ Huy bên cạnh, mãnh liệt một chảo chém ra, một đạo huyết sắc chảo ảnh này đã đến được Nguyên Thần Dạ Huy bên người. Hắn lại cũng không dừng lại, sau lưng huyết sực nhẹ nhàng chấn động, cũng đã biến đổi được khác một bên, lại là một chảo chém ra. Giống như Nguyên Thần Dạ Huy tự nghĩ ra hồn kỹ giống nhau, hắn cũng có chính mình tự nghĩ ra hồn kỹ. Hắn cho chính mình hồn kỹ mệnh danh là Thiểm Điện Tù Lá Chảo, dùng đại nhất hồn kỹ huyết sử chảo, đại nhị hồn kỹ tiểu chấp phụ thể làm cơ sở, lại phối hợp tù vi cường đại, tại di động với tốc độ cao trong không ngừng bộc phát ra cường đại công kích, dùng cường công hệ chiến hồn sư lực công kích, phối hợp tốc độ của mẫn công hệ chiến hồn sư, bằng vào Thiểm Điện Tù Lá Chảo, hắn chiến còn hơn vô số cường địch.